những thông tin đa chiều về tình hình kinh tế chính trị xã hội hay những vấn đề được người dân quan tâm trong nước và trên thế giới dòng chảy tin tức sẽ được TTV 11 chuyển tải liên tục trong các bản tin thời sự lúc 7 giờ 9 giờ 15 giờ 17 giờ và 21 giờ bây giờ mời quý thính giả đến với bản tin lúc 9 giờ và Minh Lam mến chào quý thính giả đang đến với bản tin lúc 9 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh, Đài phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 2 hàng năm là dịp để mọi người dân Việt Nam được chia sẻ, thể hiện lòng kính trọng và biết ơn đến những người công tác trong ngành y, một lòng tận tâm cống hiến, không quản hy sinh về sức khỏe tính mạng và tương lai của người dân. Cảm ơn những người đang khoác trên mình chiếc áo trắng. Cảm ơn vì đã giữ lại tính mạng cho bao người. Nhân ngày thì thuốc Việt Nam xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới những người đang công tác trong ngành y. Và sau đây mời quý thính giả cùng cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý sau. Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Loan gửi thư tới toàn thể đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, công chức viên chức người lao động đã và đang công tác trong ngành y tế. Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ, nghề y là một nghề đặc biệt đòi hỏi không những sự tinh thông về chuyên môn mà còn là tình người và lòng nhân ái, sự tận tụy, tận tâm để chăm lo sức khỏe cho hàng trăm triệu người dân Việt Nam. Bộ trưởng Đào Hồng Lan mong rằng các cán bộ ngành y sẽ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới sáng tạo, nhiệt huyết cống hiến vì nghề nghiệp cao quý mà chúng ta đã lựa chọn, phấn đấu giành được nhiều thành tích, tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ được đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Chiều ngày 26 tháng 2, đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức cùng đội ngũ y bác sĩ, ngành y tế Tây Ninh nhân kỷ niệm 69 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2024. Cùng đi với đoàn còn có ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh chia sẻ những khó khăn vướng mắt cùng ngành y tế tỉnh bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nguyễn thành tâm nhấn mạnh trong thời gian tới lãnh đạo tỉnh sẽ đồng hành cùng ngành y tế trong việc tháo gỡ những vướng mắt từ chính sách thủ tục để ngành y tế tây ninh có thể yên tâm thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các thành viên trong đoàn, chúc đội ngũ y bác sĩ, thầy thuốc, cán bộ công chức viên chức toàn ngành y tế của tỉnh nhiều niềm vui hạnh phúc, nhiều sức khỏe, tiếp tục làm tốt hơn vai trò, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đến thăm tặng quà chúc mừng đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng, bệnh viện Đa khoa Tây Ninh và bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh các đơn vị tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế, tích cực đổi mới công tác quản lý bệnh viện, phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, rèn luyện y đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Dịp này ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã tặng hoa và chúc mừng đội ngũ y bác sĩ các đơn vị nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam. Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2024, đoàn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tổ chức nhiều đoàn đến thăm, chúc mừng, động viên các y bác sĩ công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh vào ngày 26 tháng 2. Đoàn do đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh làm trưởng đoàn đã đến thăm bệnh viện đa khoa xuyên Á Tây Ninh ở huyện Gò Dầu và bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo các bệnh viện báo cáo tình hình hoạt động trong năm qua, đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thực trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả trong công tác khám chữa bệnh của các bệnh viện trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các bệnh viện và đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế tiếp tục trau dồi y đức, tay nghề, nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp tục làm tốt sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Hùng Thái cũng đã đến thăm và chúc mừng bác sĩ Nguyễn Thị Thu, thầy thuốc ưu tú, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên giám đốc Sở Y tế. Quý vị thân mến, với những người làm ngành y, sứ mệnh to lớn của họ là cống hiến hết mình vì sức khỏe nhân dân. Họ đã chữa bệnh bằng cả sự tận tâm tài năng và ý đức của mình, dành nhiều thời gian tâm sức cường độ làm việc khẩn trương với những đêm không ngủ để làm tròn sứ mệnh, xứng đáng với lời bác hồ dặn, lương y phải như từ mẫu. Trong lĩnh vực y tế, không một công việc nào là nhàn hạ. Đối với bác sĩ là người trực tiếp khám chữa bệnh cho bệnh nhân, thì các điều dưỡng lại là những người gắn bó chăm sóc theo dõi sức khỏe cho mọi người bệnh. Tại khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, đặc thù là khoa chữa bệnh cho các bệnh nhân nặng, mắc các bệnh lý phức tạp và người nhà không được vào chăm sóc, do đó điều dưỡng tại khoa này sẽ có lượng công việc năng nặng hơn các khoa khác điều dưỡng trưởng vợ thị Mỹ Hiền khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa Tây Ninh chia sẻ. Khoa của Hiền là khoa tập trung bệnh nhân rất là nặng và bệnh nhân đều là bệnh nhân chăm sóc cấp 1. Ừ, ngoài cái thực hiện cái lệnh chuyên môn thì tất cả ban điện điều dưỡng ở đây phải vệ sinh cá nhân cho bệnh nhân từ những cái khâu những cái công việc từ ăn uống nè, vệ sinh nè, xoay trở nè, các bạn ở đây đều làm hết, không có sự hỗ trợ của người nhà, do đó là chỉ có cái xuất phát từ cái tấm lòng mà yêu thương bệnh nhân, xem bệnh nhân như người nhà của mình mới có thể thực hiện được điều đó. Những năm gần đây, bệnh viện đa khoa tây ninh luôn đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực, điều này tạo ra áp lực rất lớn cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên tại bệnh viện, nhất là điều dưỡng viên. Họ phải chọn gánh thêm lượng công việc mỗi ngày. Đồng thời, những nại lắng nghe, chia sẻ đồng cảm và thấu hiểu với bệnh nhân, chăm sóc phục vụ người bệnh tận tình nhất. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Thanh Tâm, giám đốc bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cho biết. Chúng tôi cũng luôn luôn nâng cao cái vai trò ý đức của anh em. Hàng năm đều có những cái lớp tập huấn về cái giao tiếp ứng xử và cũng có tổ chức những cái đợt kiểm tra cũng như là những đợt giống như là cho anh em chi đua trong cái 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 phần mà giao tiếp ứng xử này để cho cái sự phục vụ của bệnh nhân ngày một tốt hơn bệnh nhân sẽ ngày một hài lòng hơn nhất là hiện tại trong giai đoạn chúng tôi đang triển khai phần dịch vụ thì cái công tác mà giao tiếp ứng xử này càng cần phải chú trọng nhiều hơn nữa để thu hút bệnh nhân. Bác sĩ Trần Đặng Thanh Trà, khoa hồi sức tích cực, chống độc Bệnh viện đa khoa Tây Ninh chia sẻ thì đối với lớp y lớp bác sĩ trẻ như mình là những người kế thừa của các đàn anh đi trước các bác lớn thì cũng nhân ngày 27 tháng 2 tới thì đó cũng là ngày mà để mình nhắc nhở lại cái trách nhiệm về công việc của mình là phải thực hiện tốt chuyên môn và phải tiếp bước được phát phát triển được những cái gì mà đàn anh để lại nâng tầm của bản thân mình lên và cùng chung với các anh chị em trong khoa để phóng thành một cái thể lớn mạnh để đưa trước nhất là khoa mình, sau đó là cái tầm toàn bệnh viện nó sẽ tốt hơn nữa để có thể chăm sóc được sức khỏe người dân của tỉnh Tây Ninh mình. Như vậy, điều cốt lõi nhất của y đức vẫn là sự xuất phát từ lương tâm, trách nhiệm, tình yêu với nghề và tình yêu đối với bệnh nhân. Chỉ có tình yêu mới đem lại sự gắn kết, sự chia sẻ và đó cũng là yếu tố quan trọng giúp cho công việc của người làm nghề y hiệu quả hơn, thành công hơn. Thưa quý vị, tính đến thời điểm này, hơn 20 tỉnh thành phố đã công bố phương án tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2024-2025. Trong đó, đa số địa phương tổ chức một kỳ thi chung để tuyển sinh. Thí sinh thực hiện 3 bài thi, toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Thời điểm này, Hà Nội chưa chốt số lượng môn thi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025. Thời gian tổ chức kỳ thi cũng đang được nghiên cứu để sớm công bố cho học sinh được biết. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, năm nay thành phố áp dụng phương thức thi tuyển, bao gồm 3 môn thi bắt buộc là toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Môn thi thứ tư nếu có sẽ công bố trong tháng 3 năm 2024. Ngày 26 tháng 2, Quốc hội Hungary đã nhất trí thông qua dự luật chấp thuận đơn xin gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Thụy Điển sau hơn 18 tháng trì hoãn, qua đó giúp xóa bỏ rào cản cuối cùng đối với nỗ lực trở thành thành viên NATO của quốc gia Bắc Âu này. Cụ thể, với 188 phiếu thuận và 6 phiếu chống, Quốc hội Hungary đã chính thức thông qua dự luật mở đường cho việc gia nhập NATO của Thụy Điển. Dự kiến dự luật này sẽ được Tổng thống Hungary ký ban hành thành luật trong vài ngày tới. Như vậy, Hungary là nước thành viên cuối cùng của NATO bỏ phiếu công nhận tư cách thành viên NATO của Thụy Điển. Các cuộc thông tin cho biết, ngày 26 tháng 2, các quan chức Israel đã lên đường tới Qatar để đàm phán về các điều kiện nhằm đạt được lệnh ngừng bắn tại giải Gaza và thỏa thuận trả tự do cho các công tin. Theo nguồn tin, phái đoàn của Israel bao gồm các thành viên trong quân đội và cơ quan tình báo Mossad chịu trách nhiệm thiết lập một trung tâm để hỗ trợ các cuộc đàm phán. Trước đó, hôm ngày 25 tháng 2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan xác nhận các bên đã đạt được hiểu biết chung về dàn ý sơ bộ cho một thỏa thuận tiềm năng về phóng thích các con tin và lệnh ngừng bắn tạm thời ở Gaza. Ngày 26 tháng 2, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã thúc đẩy cải cách tại cuộc họp cấp bộ trưởng ở Adubadi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, đồng thời cảnh báo những cần giáo ngược đối với kinh tế và căng thẳng địa chính trị đang đe dọa thương mại toàn cầu, cũng như các hệ thống thương mại đa phương. Tổng giám đốc WTO, Onkonzo, Iqui Aila nhấn mạnh, Chủ nghĩa đa phương đang bị tấn công từ mọi phía bất ổn khắp nơi. Thế giới đang trong một thời điểm thậm chí còn khó khăn hơn so với hai năm trước đây khi diễn ra hội nghị bộ trưởng lần thứ 12 của WTO. Chính vì vậy, bà Onkoso Aikwila -E cho rằng cần phải cải cách hệ thống thương mại đa phương và tăng cường hợp tác quốc tế. Tổng giám đốc WTO cho biết thêm thế giới có thể không đạt được mức tăng trưởng khối lượng giao dịch hàng hóa 3,3% trong năm nay. Theo công bố mới nhất của Chief Advisor, Vịnh Hạ Long đang đứng thứ hai trong top 25 điểm đến thiên nhiên đẹp nhất thế giới năm 2024. Chief Advisor đánh giá đây là điểm đến nổi tiếng của Việt Nam với hàng nghìn đảo đá vôi hình dạng khác nhau, nhiều hoang động để khám phá. Và phần tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng lúc 9 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chương trình do biên tập viên Mỹ Tuyền, phát thanh viên Minh Lam, Phương Uyên, kỹ thuật viên Kim Chi thực hiện. Hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Thân mến, chào tạm biệt.